70 phẩm bất khả động, lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình và sự an lập của hữu tình đều rốt ráo chẳng thể nắm bắt được, thì các đại Bồ Tát vì ai mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát, lấy cảnh Niết Bàn làm lượng nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu cõi hữu tình cùng với cảnh Niết Bàn khác nhau, thì các đại Bồ Tát chẳng nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cõi hữu tình chẳng khác cảnh Niết Bàn, cho nên đại Bồ Tát vì các hữu tình tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng pháp Niết Bàn chẳng hoại an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có cõi hữu tình tức là cảnh Niết Bàn, thì tại sao đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng pháp Niết Bàn chẳng hoại an lập hữu tình trong cảnh Niết Bàn? Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn, thì tức là an lập cảnh Niết Bàn ở cảnh Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an lập cảnh Niết Bàn ở cảnh Niết Bàn, thì tức là an lập tự tánh nơi tự tánh, nhưng chẳng nên an lập tự tánh nơi tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao có thể nói đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng pháp Niết Bàn chẳng hoại an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn? Phật dạy, này thiện hiện, chẳng thể an lập Niết Bàn nơi Niết Bàn, cũng chẳng thể an lập tự tánh nơi tự tánh, nhưng các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo có thể an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn, nhưng cõi hữu tình chẳng khác cảnh Niết Bàn. Này thiện hiện, như thế cõi hữu tình cùng với cảnh Niết Bàn không hai phần. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là phương tiện thiện xảo của các đại Bồ Tát khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, do sức phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn, nhưng chẳng có thể hoại tướng Niết Bàn. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình ở trong bố thí đã an lập rồi, vì họ nói sự bố thí khoảng trước sau giữa không có tướng sai biệt, nói thế này. Này thiện nam tử, bố thí như thế, khoảng trước sau giữa tất cả đều không, người thí kẻ nhận kết quả sự bố thí cũng đều không, như thế tất cả trong cảnh Niết Bàn hoàn toàn không có sở hữu đều chẳng thể nắm bắt được. Các ngươi chớ chấp bố thí có sự sai khác, và kẻ thí người nhận kết quả bố thí Niết Bàn cũng có sự sai khác. Nếu các ngươi chẳng chấp bố thí, người thí kẻ nhận kết quả bố thí Niết Bàn có sự sai khác, thì phước đã tu bố thí sẽ đưa đến Niết Bàn, đắc quả Niết Bàn, quyết dùng Niết Bàn mà tạo đời sau. Lại nói thế này, này các thiện nam tử, các người dùng sự tu bố thí này, chớ chấp thủ sắc, chớ chấp thủ thọ tưởng hành thức, chớ chấp thủ nhãn xứ, chớ chấp thủ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chớ chấp thủ sắc xứ, chớ chấp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ, chớ chấp thủ nhãn giới, chớ chấp thủ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chớ chấp thủ sắc giới, chớ chấp thủ thanh hương vị xúc pháp giới, chớ chấp thủ nhãn thức giới, chớ chấp thủ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chớ chấp thủ nhãn xúc, chớ chấp thủ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chớ chấp thủ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chớ chấp thủ các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, chớ chấp thủ địa giới, chớ chấp thủ thủy hỏa phong không thức giới, chớ chấp thủ nhân duyên, chớ chấp thủ đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chớ chấp thủ các pháp từ duyên sanh ra, chớ chấp thủ vô minh, chớ chấp thủ hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ ưu não. Chớ chấp thủ bố thí ba la mật đa, chớ chấp thủ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, chớ chấp thủ bốn tịnh lự, chớ chấp thủ bốn vô lượng bốn định vô sắc, chớ chấp thủ bốn niệm trụ, chớ chấp thủ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, chớ chấp thủ pháp môn giải thoát không, chớ chấp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chớ chấp thủ pháp không nội, chớ chấp thủ pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chớ chấp thủ chân như, chớ chấp thủ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chớ chấp thủ thánh đế khổ, chớ chấp thủ thánh đế tập diệt đạo, chớ chấp thủ tám giải thoát, chớ chấp thủ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chớ chấp thủ tất cả pháp môn đà đa ni, chớ chấp thủ tất cả pháp môn tam ma địa, chớ chấp thủ bậc cực hỷ, chớ chấp thủ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chớ chấp thủ năm loại mắt, chớ chấp thủ sáu phép thần thông, chớ chấp thủ mười lực Phật, chớ chấp thủ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chớ chấp thủ 32 tướng đại sĩ, chớ chấp thủ 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chớ chấp thủ pháp không quên mất, chớ chấp thủ tánh luôn luôn xả, chớ chấp thủ trí nhất thiết, chớ chấp thủ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chớ chấp thủ quả dự lưu, chớ chấp thủ quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, chớ chấp thủ tất cả hạnh đại bồ tát, chớ chấp thủ quả vị giác ngộ cao tội của chư Phật, chớ chấp thủ pháp thế gian, chớ chấp thủ pháp xuất thế, chớ chấp thủ pháp hữu lậu, chớ chấp thủ pháp vô lậu, chớ chấp thủ pháp hữu vi, chớ chấp thủ pháp vô vi. Vì sao? Vì tất cả bố thí và tánh bố thí là không, tất cả người thí và tánh người thí là không, tất cả người nhận và tánh người nhận là không, tất cả kết quả bố thí và tánh của kết quả bố thí là không, trong cái không bố thí chẳng thể nắm bắt được, người thí chẳng thể nắm bắt được, người nhận chẳng thể nắm bắt được, kết quả bố thí chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của các pháp như thế và các pháp khác rốt ráo không. Trong cái rốt ráo không, các pháp như thế chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này, nên an lập hữu tình, ở trong tịnh giới đã an lập rồi nói thế này, các thiện nam tử, nay các ngươi, đối với các hữu tình nên thương xót sâu xa, xa lìa sự giết hại, xa lìa việc không cho mà lấy, xa lìa dâm dục tà hạnh, xa lìa lời nói hư dối, xa lìa lời nói ly gián, xa lìa lời nói thô ác, xa lìa lời nói hỗn tạp, xa lìa tham dục, xa lìa sân nhuế, xa lìa tà kiến. Vì sao? Này thiện nam tử, vì các pháp như thế hoàn toàn không có tự tánh, các ngươi chẳng nên phân biệt chấp trước, các ngươi lại nên quan sát kỹ pháp nào là sanh mà muốn dứt mạng nó, lại vì duyên cớ gì mà dứt mạng nó, pháp nào gọi là vật không cho mà lấy mà muốn lấy vật ấy, lại vì duyên cớ gì mà lấy vật ấy, pháp nào gọi là đối tượng hành tà mà muốn hành tà hạnh, lại vì duyên cớ gì mà hành tà hạnh, pháp nào gọi là đối tượng nên nói hư dối mà muốn nói hư dối, lại vì duyên cớ gì mà nói hư dối, pháp nào gọi là đối tượng nên ly gián mà muốn làm ly gián, lại vì duyên cớ gì mà nói lời ly gián, pháp nào gọi là đối tượng nên hủy nhục mà muốn hành hủy nhục, lại vì duyên cớ gì mà nói lời thô ác, pháp nào gọi là các sự hỗn tạp mà muốn nói lời hỗn tạp, lại vì duyên cớ gì mà nói lời hỗn tạp, pháp nào gọi là vật nên tham mà muốn khởi lòng tham muốn, lại vì duyên cớ gì mà khởi tham muốn, pháp nào gọi là đối tượng nên sân mà muốn khởi sân, lại vì duyên cớ gì mà khởi sân giận, pháp nào gọi là đối tượng tà kiến mà muốn khởi tà kiến, lại vì duyên cớ gì mà khởi tà kiến, tất cả như thế tự tánh đều không. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, có khả năng khéo léo thành thục các loài hữu tình, vì họ mà nói quả bố thí và tịnh giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, khiến họ biết quả bố thí và tịnh giới tự tánh đều không. Khi họ đã hiểu rõ quả của sự tu bố thí và tịnh giới tự tánh là không rồi, thì có thể đối với pháp ấy chẳng sanh chấp trước,
do chẳng chấp trước, tâm không tán loạn, do không tán loạn có thể phát diệu tuệ, do diệu tuệ này đoạn trừ vĩnh viễn, tùy miên và các triền rồi nhập cảnh giới niết bàn tuyệt đối. Này thiện hiện, như vậy là nương vào thế tục mà nói, chẳng y cứ vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong không không có một pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được, hoặc đã niết bàn, hoặc sẽ niết bàn, hoặc hiện niết bàn, hoặc người niết bàn, hoặc do đó mà đắc niết bàn. Tất cả như thế hoàn toàn không có sở hữu, đều rốt ráo không. Tánh không rốt ráo tức là niết bàn, lìa niết bàn này không có một pháp riêng biệt nào. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế. Do sức phương tiện thiện xảo này thấy các hữu tình tâm nhiều sân giận, vô cùng thương xót,